em chào anh Quốc, em chào quý cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu 25 tác phẩm ở vườn em, đầy đủ chủng loại cây ăn trái đồ để giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là Zalo và số điện thoại là 0356731116 ạ. Thì mở đầu video clip ngày hôm nay á, thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây linh sam đao điểm xin nha. Cây này thì có dáng bay ạ. Đường thân thì co lắc ha, cây đang cho hoa trên cây. Thì linh sam đao điểm thì nó có ưu điểm là hoa nó màu tím đậm, bông thơm và nó rất là sai hoa nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn thì nó cũng đã mịn cây rồi. Cây này dáng bay rất là khéo cây ạ. Hàng thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Cây đã thuần chậu rồi. Đó, đang cho hoa luôn. Đang lên đầu bông nhiều lắm ạ. Cây này em đặt là mã 1A nha quý cô chú anh chị. 1A. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây mã 1A này ạ. Phải lòn qua đây mới đo được. Hoành của nó là 35 ạ. Chiều cao của nó là 34. Và cái tán hết tán của nó là 114. Thì mã 1A em xin giao lưu với giá là 7 triệu ạ. Dạ đúng rồi. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến mã 2A ạ. Mệt quá. Mã 2A thì em xin giới thiệu cũng là một cây linh sam đao điểm xin nha quý cô chú anh chị. Cây này thì có dáng trực lắc ạ, phơm tàn thì cũng mịn cây ha. Đặc biệt có một cây tử ở dưới ha, rất là duyên ạ. Đế nở cũ ạ, mã 2A. Rồi em xin phép em đo kích thước cây mã 2A ạ. Hoành của nó là 35. Chiều cao của nó là 56. Tán ngang của nó là 78. Tán ngang là 78. Thì mã 2A em xin giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi em bao ship ạ. Mã 2A giá 3 triệu rưỡi em bao ship. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 3A ạ. Mã 3A thì em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị, đây là một cây ổi tàu ha. Ổi tàu siêu trái. Thì cây đang cho trái trên cây rất là nhiều ha quý cô chú anh chị. Trái nó thì đặc biệt rất là thơm và ăn chua chua ngọt ngọt. Thì cây này có cái đường thân co lắc ha, hai thân lắc quyện dáng bay ra ha. Và thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 14 ạ. Chiều cao của nó là 45. Tán ngang của nó là 57. Thì cây mã 3A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 ạ. Mã 3A giá 1 triệu 8 em bao ship ạ. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 4A ạ. Mã 4A thì cũng là một cây ổi tàu ha quý chú anh chị. Ổi tàu siêu trái. Cây có đường thân lắc ha. Lắc rất là khéo cây, phơm tàn mịn ha, thuần chậu ạ. Thì cây này đang cho bông trên cây rất là nhiều ha. Nó sẽ ra trái giống như cái cây hồi nãy mới thì ha quý chú anh chị. Cây này thì nó trễ hơn xíu, nó đang lên đầu bông rất là nhiều. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ.
hoành của nó là 20. Chiều cao của nó là 38. Và tán ngang của nó là 66. Thì mã 4A em xin Zalo với giá là 1 triệu 9 ạ. Mã 4A giá 1 triệu 9 em bao ship. Rồi, tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 5A. Mã 5A thì là một cây me chua nha quý cô chú anh chị. Thì cây nè, cái đường thân co lắc rất là khéo, phơm tàn thì mịn rồi, có dáng bay ra ha. Và cây thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Thuần chậu ạ. Em xin phép em đo kích thước cây mã 5A, cây me chua này ạ. Hoành cũ của nó là 49 nha. Hoành cũ là 49. Hoành thân của nó là 17 ạ. Cái tán hết tán của nó là 64 ha. Chiều cao của nó là 27. Thì mã 5A này em cũng xin Zalo với giá là 2 triệu 2 ạ. 2 triệu 2 em bao ship cây này nha. Mã 5A. Rồi em xin phép em giới thiệu đến cây mã 6A ạ. Mã 6A thì cũng là một cây me chua luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cây có phơm tàn thì mịn ha. Bộ đế quái. Đường thân lắc ha. Co lắc, phơm tàn mịn thần chậu ạ. Me chua. Rồi em xin phép em đo kích thước cây mã 6A ạ. Cái hoành cũ của nó là 40 ha. Hoành thân của nó cũng là 17. Chiều cao của nó là 31. Và tán của nó hết tán là 54. Thì mã 6A em cũng xin Zalo với giá là 2 triệu 2 ạ. 6A giá 2 triệu 2. Nếu mà lấy một cặp thì em bớt nhau chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 7A. 7A thì là một cây cần thân phối tượng nha. Cần thân phối tượng. Bộ đế thì quái ha. Phơm tàn thì mịn rồi. Cây rất là già và không xẻo nha. Thì phối lên một cái tượng chú tiểu rất là duyên cây ạ. Này để bàn dễ thương lắm. Cần cù thăng tiến, ý nghĩa của nó. Rồi chiều cao của nó là 27. Tán ngang của nó là 29. Còn cái cũ của nó này, nguyên cái bệ cũ của nó là 33 nha. Thì mã 7A em cũng xin Zalo với giá là 1 triệu 2 ạ. Mã 7A giá 1 triệu 2 em bao ship ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 8A ạ. Mã 8A thì cũng là một cây cần thân ha. Cần thân bộ đế coi nè. Nơm lên quái rất là đẹp. Phơm tàn mịn và được phối lên ông tượng Phương Tử Nha. Tượng này tượng gì em cũng biết nữa. Thần chậu rất là già luôn nha quý cô chú anh chị. Mã 8A. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành đế của nó là 51. Hoành thân của nó là 11. Chiều cao của nó là 28. Và tán ngang của nó là 41. Thì mã 8A em xin Zalo với giá là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 em bao ship cả chậu mã 8A ha. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 9A ạ. Mã 9A thì là một cây sam núi trái dáng bán đổ ha. Bay ra. Phơm tàn thì mịn ha. Sam núi trái miền Tây. Cốt chi hàng này là cây nuôi cốt chi rất là già rồi nha quý cô chú anh chị. Không có sẹo luôn nha. Đặc biệt là không sẹo. Dán bán đổ ha. Bye bye á. Rồi em xin phép em đo kích thước cây mã 9A này ạ. Hoành của nó là 14.
Chiều cao của nó là 27. Chiều cao của nó là 27. Và hết tán của nó là 65. Thì cây mã 9A, cây sam núi trái này em xin giao lưu với giá là 3 triệu 8 ạ. 3 triệu 8 em bao ship ha. Mã 9A 3 triệu 8. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 10A ạ. Mã 10A là một cây sam núi trái luôn ha. Thì cây này có dáng hát đổ ha. Nó giống như cây kia, cũng gần giống như cây kia. Nếu mà quý cô chú anh chị lấy một cặp thì em bớt nha. Mã 10A thì cây cũng hàng nuôi cốt chi ha. Đổ rất là rõ nét. Cây thuần chậu ạ. Sam núi trái miền Tây. Rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 17. Chiều cao của nó là 29. Và cái tán, hết tán của nó là 65. Thì mã 10A em xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. 10A giá 4 triệu em bao ship ạ. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 11A ạ. Mã 11A thì em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị, đây là một cây linh sam siêu hoa ha. Cây này thì đặc biệt, nó rất là già rồi và cây đang cho đầu bông trên cây ha. Linh sam siêu hoa. Cây thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị, đường thân co lắc nè. Đế ha. Đế nở cũ rất là đẹp. Rồi em xin phép anh đo kích thước ha. Hoành của nó là 17. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 49. Mã 11A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 ạ. Linh sam siêu hoa. Giá 1 triệu 2 em bao ship ạ. Dạ tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 12A ạ. 12A thì cũng là một cây linh sam siêu hoa nha. Cây đang lên đầu bông rất là nhiều luôn. Nhiều lắm ạ. Cây này thì sai hoa và đặc biệt nó rất là già rồi. Đường thân lắc ha, lắc rộng luôn, khéo cây lắm, gắt dữ lắm. Cây thì nó thuần chậu nhau quý cô chú anh chị. Cây đã lên chậu lâu rồi. Em xin phép em đo kích thước. Hoành của nó là 18. Chiều cao của nó là 39. Và tán ngang của nó là 50. Thì cây mã 12A thì em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 em bao ship ạ. Nếu mà quý cô chú anh chị lấy một cặp thì em bớt nha. 12A giá 1 triệu 2. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 13A ạ. Oh yeah, chỉnh ngay cái thước lại. Ở cái thước. 14A là một cây 13A là một cây cây kia. Cây kia là cây 13A. Em xin lỗi, em lên cây 13A ha. Rồi tiếp tới cây 14A ha. Cây 13A này là một cây cam Mỹ nha. Thì cam Mỹ nó đang cho trái trên cây luôn nè quý chú anh chị. Mà cái trái nó còn bự ra vậy nữa nha. Nó bự ra nữa. Nó giống như trái cam á. Đây. Trái ha, còn một cành bên đây thì em ghép là tắc sọc. Thì tắc lọc chứ. Thì cái trái nó là sọc. Người ta kêu là tắc lọc ha. Thì một cây cam, một cây hạnh. Thì cây này thì ghép là cây cần thăng ha. Củ đế thì bự kinh khủng luôn, bự chẻn luôn. Cây lùng, phơm tàn thì mịn ha. Hàng này hiếm lắm nha quý chú anh chị, nhiều khách hỏi lắm á. Rồi em xin phép em đo kích thước ha. Hoành cũ của nó là 42. Chiều cao của nó là 37. Và tán ngang của nó là 59. Thì mã 13A em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9 ạ. 13A giá 2 triệu 9 em bao ship.
Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 14A ạ. 14A cũng là một cây cam Mỹ nha. Nhưng mà nó chậm hơn cây kia thì nó chỉ ra hoa thôi. Đang cho hoa cho trái tên đầu đọt ha. Nó chậm hơn cây kia. Nhưng mà nó có ra nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cũ cũng quái ha. Đường thân lắc phơm tàn mịn. Nhưng mà nó chỉ có giống một giống cam Mỹ thôi nha. Rồi, mã 14A. Em xin phép đo kích thước. Hoành cũ của nó là 48. Hoành thân của nó là 18. Chiều cao của nó là 47. Và tán ngang của nó là 56. Thì mã 14A em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu ạ. Mã 14A giá 2,5 triệu em bao ship. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 15A ạ. Mã 15A thì em giới thiệu đến quý cô chú anh chị, đây là một cây mai chú thủy lá trung nha. Thì cái cây này thì cốt chi của nó rất là già ha. Hầu như là không còn miếng thẹo nào luôn, không thẹo luôn ạ. Cây thuần chậu. Thì cây này vài bữa là mình lặt lá để mình làm hoa Tết để mình chơi nha quý chú anh chị. Bông của nó thì rất là thơm. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 20. Chiều cao của nó là 24. Tán ngang hết tán của nó là 51. Mã 15A thì em cũng xin Zalo với giá là 2 triệu ạ. 15A giá 2 triệu em bao ship ha. Rồi em xin giới thiệu đến cây mã 16A ạ. 16A là một cây linh sam đa ưu điểm xin hàng mini nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng mini. Lùng trực lắc ha. Cây thuần chậu. Đang cho hoa trên cây ha. Cây rất là sung cây ạ. Rồi em xin phép đo kích thước cái cây linh sam đa ưu điểm mini này ạ. Hoành của nó là 14. Chiều cao của nó là 19. Và tán ngang của nó là 40 ha. Mã 16A. Em xin Zalo với giá là 1,8 triệu em bao ship ạ. 16A giá 1,8 triệu em bao ship ha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 17A. 17A thì là một cây linh sam song hinh xin nha quý cô chú anh chị. Hàng xếp đế đều ha. Cũng cây lùng ha. Phơm tàn thì mịn rồi. Cây phơm lùng hàng mini để bàn. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 17A. Hoành của nó là 20 ạ. Chiều cao của nó là 18. Tán ngang của nó là 41. 17A em xin Zalo với giá là 2 triệu ạ. 17A giá 2 triệu em bao ship ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 18A ạ. Cà phê không có nổ được. 18A là một cây ổi ha, ổi tàu. Thì cây này thì nó đang lên đầu đọt, vậy là nó vài bữa nó ra hoa nha quý cô chú anh chị, ra hoa ra trái á. Thì cây này đường thân co lắc ha. Cái hàng loại này thì cái hàng lựa của em ha. Đây, lắc rất là khéo cây, bò luôn. Này là lớn. Mã 18A, ổi tàu siêu trái. Em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành của nó là 23. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 62. Thì mã 18A em xin Zalo với giá là 3,5 triệu ạ. 18A giá 3,5 triệu em bao ship cả chậu ạ. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 19A ạ. 19A đâu? 19A và 20A thì em giới thiệu đây là một cặp hồng ngọc mai ha. Mã 19A và mã 20A. Thì hai cây á thì một cây dáng bay, một cây dáng đổ, phơm tàn thì đã mịn rồi và đang cho hoa rất là nhiều ha. Cho hoa và đậu trái nha quý cô chú anh chị. Hồng ngọc mai mini để bàn ha.
Đây, rất là già, cây đã thuần chậu nha. Rồi em xin phép đo kích thước cây 19 và cây 20 ạ. Hoành của nó là 16 nha, cái tàn của nó là 33, còn cây này cái tàn của nó là 30 ha, và hoành của nó là 16. Thì cây 19A em xin Zalo với giá là 1,2 triệu ha. Còn cây 20A cũng giá 1,2 triệu em bao ship. Hay nếu mà lấy một cặp thì em bớt cho chút đỉnh nha quý cô chú anh chị. Đây hai cây để đối đầu với nhau rất là duyên luôn. Hợp ha. Rồi em xin giới thiệu đến cây 21A ạ. A là một cây kim quýt nha quý cô chú anh chị. Dáng trực lắc, phơm tàn mịn, và hàng này thì nó đã già rồi. Già rồi nó cho trái ha. Cây này có trái rồi nha quý cô chú anh chị. Đế nở cũ ha. Đây trái trên cây đang cho hoa, cho trái trên cây luôn nha. Anh Quốc có thể quay cho quý cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Trái của nó nè. Đây rất là nhiều ha. Đó. Thì vài bữa nó chín đỏ lên nó đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Kim quýt. Tên nó nhất kim nhiều nguyệt á. Bộ đế nở ha. Cây này dáng trực lắc và cây đã thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Em xin phép em đo kích thước hoành cây này ạ. Hoành của nó là 32. Cây hoành 32 là nó lớn lắm nha. Chiều cao của nó là 38 và tán ngang của nó là 85. Thì cây mã 21A, cây kim quýt em Zalo với giá là 6,5 triệu ạ. 6,5 triệu em bao ship cả chậu cây kim quýt này ạ. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 22A. Mã 22A là một cây nguyệt nha, nguyệt quế. Dáng lùng ha, trực lắc và lá sắn hoa chùm ha. Đế nở cũ, phơm tàn thì quá trời đẹp rồi. Cây rất là sung cây và đang cho hoa ha, chuẩn bị cho hoa trên cây nha. Đế nở cũ. Em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 35. Chiều cao của nó là 33 và tán ngang của nó là 66. Thì mã 22A nguyệt quế em xin Zalo với giá là 5,5 triệu em bao ship. 5,5 triệu mã 22A. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 23A ạ. 23A. Gói à, gói à. A là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ mini nha quý chú anh chị. Hàng mini. Thì cây này nó đọt như vậy là chuẩn bị ra hoa Tết nha. Cây này có thể ngay Tết luôn nha quý chú anh chị. Mã 23A. Cây thì nở cũ ha, đế đẹp ha, phơm tàn mịn. Em cũng xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 17. Chiều cao của nó là 24. Tán ngang của nó là 41. Thì mã 23A em xin Zalo với giá là 2 triệu ạ. 23A giá 2 triệu em bao ship. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 24A ạ. Tiêu ơi. A là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ ha. Phơm tàn thì cũng mịn rồi, y như cây hồi nãy luôn. Mình có thể lựa chọn một cặp nha quý chú anh chị. Nếu lấy một cặp em bớt nha. Hàng cũng mini gọn cây. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 16. Chiều cao của nó là 23. Tán ngang của nó là 39. Thì mã 24A em xin Zalo với giá là 2 triệu ạ. 2 triệu bao ship mã 24A. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 25A ạ. 25A. 25A là một cây ổi nha. Ổi tàu siêu trái, cây hai thân ha.
bay ra rất là khéo cây nha quý cô chú anh chị. Thì cây này nó đang lên đầu bông rất là nhiều nha. Quý cô chú anh chị có thể là mua cây này về là có thể là trái đầy cây luôn á. Tại vì nó đang lên đọt về là nó chuẩn bị lên đầu bông nha, là nó sẽ đậu trái. Em cũng xin phép em đo kích thước cây này ha. Cây này đế đẹp, đế nở trải đều ha. Hoành của nó là 23, chiều cao của nó là 49 và tán ngang của nó là 91. Thì mã 25A em xin Zalo với giá là 3,2 triệu, em bao ship cả chậu ạ. 3,2 triệu nha. Mã 25A. Thì mã 25A thì cũng xin kết thúc video clip của em ngày hôm nay. Thì mọi chi tiết mua cây liên hệ cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0356 731116 ạ. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.